Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 21 tháng 2 năm 2024 ạ. Thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng em cập bến ngập nhà rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp cô chú anh chị ạ, những cây lan mà thời điểm bây giờ đang nụ và những cây lan đang hoa và những cây đang chuẩn bị cho một mùa hoa rất là tuyệt vời buổi tối hôm nay để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn, và đảm bảo bao giá rẻ mà cây lan đẹp tuyệt vời cho cô chú anh chị mình, cô chú anh chị nhé. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển ạ. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến những mặt hàng kg mà thời điểm ghép rất là đẹp trong năm để cô chú anh chị mình có thể sưu tầm. Dòng lan ngọc thạch 3 màu cô chú anh chị này. Đây là những cái cây lan ngọc thạch 3 màu Bắc nhé cô chú anh chị nhé. Ngọc thạch 3 màu Bắc thì hàng sẽ đảm bảo bao chuẩn mặt hoa cho cô chú anh chị với 3 màu sắc rất là đẹp luôn ạ. Và ngọc thạch 3 màu thì thời điểm bây giờ chưa có nhú nụ đâu cô chú anh chị. Và cũng đây bắt đầu lên mầm gốc thôi này cô chú anh chị này. Và cũng chuẩn bị cho nụ nhé cô chú anh chị nhé. Và ngọc thạch 3 màu hôm nay em xin phép được bán với giá là 150.000 cho 1 kg. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hoàng thảo vôi. Cô chú anh chị có thể thấy là những cây hoàng thảo vôi, kể cả những cây ngắn như thế này thì vẫn có thể cho nụ cho hoa này. Và về cái độ thơm của nó thì phải nói rằng nó chỉ đứng sau trầm thôi cô chú anh chị ạ. Trong tất cả những cây rừng thì nó chỉ đứng sau trầm. Một số cây thì đang bắt đầu là cho nụ như thế này, và một số cây thì cũng chưa có nhú nụ cô chú anh chị nhé. Để cô chú anh chị mình có thể được thưởng thức một mùa hoa gọi là đẹp một cách trọn vẹn nhất. Mầm gốc thì đang bắt đầu là bật mầm thôi cô chú anh chị ạ. Em xin phép bán hoàng thảo vôi này với giá, với giá sẽ là 170.000 cho 1 kg ạ, dòng hoàng thảo vôi. Sang bên này đây là dòng lan hoàng thảo đơn cam. Thực sự thì em nghĩ rằng là hiện tại cô chú anh chị có thể xem nhiều shop thì em nghĩ rằng là cây đơn cam này không có bao nhiêu ạ, không hề có bao nhiêu, và em nghĩ rằng là cũng rất là ít shop có. Cái dòng lan hoàng thảo đơn cam, một cái dòng lan với hoa rất là đẹp và rất là độc đáo, với những cái bông hoa màu sắc hoa cam lưỡi, lửa và lưỡi mang hình dáng vi mạch rất là độc đáo luôn. Mà cái tầm mùa này nếu như cô chú anh chị mình muốn được chiêm ngưỡng những bông hoa hoàng thảo đơn cam thì đừng bỏ qua cái giai đoạn tuyệt vời này cô chú anh chị nhé. Cây đang bắt đầu là nhú nụ này. Đó, một dạo rất là gần nữa thôi, một thời gian rất là ngắn nữa thôi là những cây đơn cam này sẽ bắt đầu là cho hoa luôn rồi. Nên là nếu như cô chú anh chị mình muốn được ngắm những bông đơn cam đẹp trọn vẹn thì đừng bỏ qua giai đoạn này. Hoàng thảo đơn qua cam ạ, em bán với giá là 600.000 cho 1 kg nhé cô chú anh chị nhé. Kể cả nó chỉ cần ngắn một đốt ngón tay như vậy thôi cũng có thể cho cô chú anh chị những bông hoa đẹp rồi. Em bán ngay từ 0,1 kg cô chú anh chị ạ. Thì ở đây em sẽ cân khoảng tầm 0,1 kg thì cũng thoải mái cô chú anh chị mình có được những cái giò đơn cam, những bông hoa đơn cam đẹp để mà chiêm ngưỡng ở mùa hoa tới rồi. Đó, đó là dòng lan hoàng thảo đơn cam. Riêng dòng đơn cam này nếu mà cô chú anh chị mà mua những cái giò lan đơn cam thuần sẵn thì cực kỳ là đắt đỏ luôn, không hề rẻ. Nó 600.000 nhưng thực ra với 0,1 kg cô chú anh chị được giò lan đẹp rồi. Đó thì tính ra nó cũng không hề rẻ đúng không ạ? Không hề đắt đúng không ạ? Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan trầm vàng ạ. Cũng thỉnh thoảng mới có hàng về thôi. Và thực sự thì cái mùa bây giờ đang là mùa mầm và là sẽ là mùa hoa nên em mới bán cái dòng trầm vàng này thôi. Một cái dòng lan mà cũng có những cái nét độc đáo riêng của nó, đó là nó sẽ ra hoa ngay từ những cái thân tơ như thế này này cô chú anh chị. Tất cả những dòng hoàng thảo thì nó sẽ nở hoa từ thân già, nhưng chỉ riêng có dòng trầm vàng là nở hoa từ cái mầm tơ như vậy. Nên là khi mà ra hoa ấy ạ, thì những cái bông hoa xen lẫn ở những cánh xen lẫn ở những cái kẽ lá xanh tạo ra cái vẻ đẹp rất là riêng, rất là tuyệt vời. Đấy thì có những cái thân mầm tơ lên dài như vậy sẽ chuẩn bị cho hoa luôn. Và cũng có những cái mầm mà nó đang bắt đầu là bật thôi. Đó nên là cô chú anh chị mình có thể được chơi hoa trong cái thời gian trong rất là nhiều mùa hoa. Này cô chú anh chị này, về cô chú anh chị có mình có thể tách nó ra để mình có được nhiều cái mầm, nhiều cây giống hơn cô chú anh chị nhá.
nhìn như vậy thôi, khô như vậy thôi cô chú anh chị về. Cứ tách nó ra nó sẽ lên hết tất cả những cái mầm ở bên trên này đấy ạ. À, em bán với giá là 300.000 trong 1 kg, em bán ngay từ 0,3 kg để cô chú anh chị mình sưu tầm. Và bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan hài. Một cái dòng lan mà có vẻ đẹp riêng độc đáo đúng không ạ? Mang hình dáng những chiếc hài rất là xinh đẹp. Đây là dòng lan hài vệ nữ hay còn gọi là hài tiên hài đấy ạ. Có một số chậu lan hiện tại đang nụ rất là đẹp. Đây này cô chú anh chị này, chậu cực kỳ là sum suê luôn như này. Em đang để giá là 100.000 cho một cái chậu lan hài vệ nữ hay còn gọi là tiên hài. Còn bên này đây sẽ là những cái chậu lan hài hồng nhá cô chú anh chị nhá. Hài hồng ạ, hài hồng thì mặt bông hài hồng cực xinh đẹp mà hoa rất là bền. Và riêng hài hồng này thì năm trước em mua cái hàng, năm ngoái năm kia thôi, em mua cái hàng thuần của người ta, mỗi một cây nụ như thế này thôi người ta cũng đã bán đến tiền 100.000 rồi cô chú anh chị ạ. Còn cái chậu này thì em tự thuần này, cái chậu này là một cây đang nụ rất là đẹp và khá là nhiều, vài cây con đang ở bên dưới này nữa rất là xinh như vậy. Em xin phép được bán là 80.000 cho chậu này cô chú anh chị nhá. Gọi là chậu hài hồng số 1 ạ, chậu hài hồng số 2 này. Chậu này có 4 cây cũng rất là đẹp đấy ạ. Cũng đang có cây mèo nụ đây cô chú anh chị, bông hài hồng để cô chú anh chị mình có thể ngắm hoa trong thời gian, bông hoa hài rất là độc đáo trong thời gian dài. Em để giá cũng là 80.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và một chậu hài táo duy nhất đang nụ với giá 60.000 cho chậu hài táo này. Dạ, tiếp sang bên này đây em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị những cái cây lan hôm nay vừa về đẹp mộng mơ luôn cô chú anh chị nhé. Đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan trầm rồng đỏ, hàng hôm nay về rất là nhiều cô chú anh chị ạ. Rất là nhiều luôn, thoải mái cô chú anh chị mình lựa chọn mà nụ đang xinh đẹp như thế này này cô chú anh chị. Đó, nụ chi chít là nụ luôn. Mà hoa thì phải nói là siêu thơm ạ. Bây giờ hiện tại thì đang có vài bông hoa nở sớm này cô chú anh chị, mặt bông trầm rồng đỏ đây ạ. Bông hoa sắc hoa đỏ rất là tươi, rất là đẹp như thế này nhá cô chú anh chị nhá. Bên ngoài cái sắc hoa nó sắc nét hơn và cực kỳ là thơm ạ. Một cái chậu lan trầm rồng đỏ rơi ít nhất là 5 thân ấy cô chú anh chị, 4. Rơi ít nhất là 4 thân cô chú anh chị nhá. Đó. Rơi ít nhất là 4 thân. Có những chậu như thế này là chậu 5 thân này cô chú anh chị này, có những chậu 4 thân. Có những chậu thì cũng 3 thân. Như chậu có chậu từ 4 thân trở lên đấy cô chú anh chị. Mầm gốc đang lên rất là đẹp và cây đang nụ đẹp như thế này cô chú anh chị nhá. Với giá một chậu trầm rồng đỏ như thế này em để giá có 100.000 thôi. Về cô chú anh chị được thưởng mà một mùa hoa rất là đẹp. Hàng thì thực sự là cái lô hàng nó rẻ nên là em đã ôm một cái lô rất là nhiều như thế này cô chú anh chị nhá. Mà đang tầm mùa nụ quá đẹp mê như thế này. Đó, rơi vào ít nhất là 5 thân hoa, 4 thân nhá. Mầm gốc đang lên khỏe như thế này. Chỉ có giá là 100.000 cho một chậu thôi ạ. Dạ, tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái chậu lan giả hạc hoa hồng đỏ. Giả hoa hồng đỏ cũng đang nụ này và mầm gốc lên siêu nhiều luôn như thế này ạ. Đó, chậu thì cực kỳ nhiều thân cô chú anh chị nhá. Rơi vào từ 7-8 thân trở lên đấy ạ. Rơi từ 7-8 thân trở lên và thời điểm bây giờ cây cũng đang nụ này. Nói chung là nụ lớn như thế này thì cũng có thể sẽ có những cái nụ hỏng. Em cũng sẽ không thể nào mà bao hết được là những cái nụ của nó sẽ đẹp hết được đâu cô chú anh chị nhá. Bởi vì là nụ lớn rồi thì kiểu gì đóng gói vận chuyển nó cũng sẽ có sự hỏng nụ. Tuy nhiên thì cô chú anh chị mình thứ nhất là vừa được ngắm hoa, thứ hai mình lại có một cái cây giống rất là đẹp mà chậu rơi vào nhiều mầm gốc cũng như là nhiều thân hoa đẹp như thế này. Thì một chậu giả hạc hoa hồng đỏ cô chú anh chị nhìn cho em, cái mặt hoa hồng đỏ thực sự nếu mà khi mà nó nở hoa sẽ là rất là nổi bật, nổi bật cả một góc vườn luôn đấy cô chú anh chị. Em bán một chậu như vậy chỉ với giá có 130.000 cho một cái chậu giả hoa hồng đỏ như vậy thôi cô chú anh chị nhá. Có 120.000 thôi ạ. 120.000 cho một chậu giả hoa hồng đỏ rơi vào ít nhất là từ 6 cho đến 7 thân trở lên. Còn bên này đây sẽ là hạc vĩ thiên cung lữ bố này. Thiên cung lữ bố cũng vậy cô chú anh chị ạ. Cũng chậu cũng sẽ rơi từ ít nhất là 7 thân trở lên nhá cô chú anh chị nhá. Hạc vĩ thiên cung lữ bố ạ. Hoa của nó cũng cực kỳ là đậm đà. Đây ạ, cô chú anh chị mình cùng ngắm cho em vẻ đẹp của dòng thiên cung lữ bố nha cô chú anh chị nhá. Hàng chuẩn, đẹp long lanh như thế này. Đó, bông hoa, cánh bầu và cái lưỡi rất là to. Cô chú anh chị ạ, lưỡi rất là to và cái sắc hoa tím hồng cực kỳ là sáng và rất là đẹp như vậy. Đây cô chú anh chị nhìn này, một vài bông thiên cung lữ bố nở và nó bị tàn trước. Cô chú anh chị có thể thấy cái độ đậm đà của nó như thế nào rồi đấy ạ. Giả hoa hồng đỏ nó sẽ là thiên về cái sắc đỏ hơn, còn đây sẽ là sắc tím hồng rất là đẹp như thế này. Nói chung là mỗi một cây lan nó có một vẻ đẹp riêng. Mỗi chậu hạc vĩ thiên cung lữ bố như vậy em cũng xin phép được bán rơi từ 6 cho đến 7 thân trở lên. Đó. Em cũng xin phép được bán với giá chỉ có 120.000 cô chú anh chị nhá. Đấy, nói chung là những cây lan rất là đẹp, giá thì chỉ bằng vài bát phở thôi đúng không ạ? Vài bát phở thôi ạ, 2-3 bát phở thôi cô chú anh chị này.
mình có giò lan đẹp thưởng thức, vừa hoa vừa thơm vừa đẹp, và là một cái cây giống rất là tuyệt vời. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những chậu lan giả Hawaii cô chú anh chị ạ. Giả Hawaii thì thời điểm bây giờ cây cũng đang bắt đầu là sưng nụ rồi ạ. Hawaii cây đang sưng nụ đẹp mê mẩn nhá cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị mà đã chơi hoa lâu rồi thì chắc chắn biết cái vẻ đẹp, cái hương thơm của Hawaii rồi đúng không ạ? Dạ, cô chú anh chị có thể nhìn thấy này. Thân nào thân cấy căng mướt và cái mắt nụ của nó bắt đầu là trồi lên này. Đấy, rất là đẹp luôn. Và một cái chậu giả Hawaii như vậy rơi vào ít nhất là 5 thân đấy ạ. Em để giá có 100 nghìn cho một giò thôi, giả Hawaii. Và sang bên này đây ạ, là một cái lô kiều Lộc Bắc. Một cái lô kiều Lộc Bắc mà cô chú anh chị mình nếu như bỏ lỡ thì thực sự là đáng tiếc luôn. Nhiều cô chú anh chị trước đây em bán những cái lô trước đây thì nhiều khi chưa nở hoa thì em nghĩ rằng là chắc là nhiều cô chú anh chị còn nghi ngờ đúng không ạ? Còn nghi ngờ không biết là có phải hay không bởi vì giá em bán nó quá rẻ. Đây cô chú anh chị ơi, mình cùng nhìn cho em cái những cái vòi hoa của dòng kiều này nó đã nở. Đó, không phải là cái vòi hoa ngắn cun cùn mà rất là dài. Đó, dài 30 cm, 34 thậm chí 340 cm cô chú anh chị nhìn này. Và cái mặt bông của dòng kiều Lộc Bắc này nó khác biệt hẳn luôn cô chú anh chị nhìn ạ. Rất là dài, vòi hoa cực dài và cực đẹp như thế này cô chú anh chị nhá. Và một cái chậu kiều Lộc Bắc mà xanh nói chung là em cũng rất là hạn chế lấy những cái chậu mà nó đã có hoa rồi ạ. Em sẽ lấy những cái chậu mà có những cái chậu thì nó đã có những chậu thì nó chỉ sưng nụ thôi. Đấy, cũng có những cái chậu mà bây giờ nó đã nụ dài như thế này rồi này cô chú anh chị này. Đây. Đấy, em cũng rất là hạn chế lấy những cái chậu mà có nụ lớn như thế này cô chú anh chị ạ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì với những cái nụ lớn như thế này vận chuyển nó mang rất là nhiều rủi ro. Nên là chủ yếu em chọn hàng cây đẹp và đang chuẩn bị cho nụ thôi, những cây thân rất là già dặn để cô chú anh chị mình có thể có được cái giò lan gọi là đẹp một cách trọn vẹn nhất, thưởng thức hoa trong mùa tới này đẹp một cách trọn vẹn nhất. Nói chung là dòng kiều này cô chú anh chị không chơi năm nay thì chơi năm sau thôi. Đó. Cô chú anh chị thấy này. Với chậu lan kiều này hiện tại có những giò lan nó đang có nụ thì một cái giả hành này mà có thể cho đến hai cái vòi bông như thế này này cô chú anh chị này, đẹp chưa ạ? Và một cái giò kiều Lộc Bắc sum xuê và to đẹp như thế này. Em xin phép bán phiên hôm nay. Em bán là 200 nghìn cho một giò kiều Lộc Bắc này cô chú anh chị nhá. 200 nghìn cho một chậu kiều Lộc Bắc. Hàng cô chú anh chị nhìn đã thấy rồi đấy ạ. Mỗi một cái giò như vậy. Đó, nói chung là rơi vào nhiêu thân như giò này 2 này, 4 này, 6 này, 8, nói chung là 8 9 10 thân cô chú anh chị. Cô chú anh chị muốn lấy hàng đang nhú nụ rồi hay là lấy cái hàng mà chuẩn bị nhú nụ thôi, em sẽ chọn chiều cô chú anh chị luôn. Bởi vì hàng hôm nay em về rất là nhiều, em cũng ôm lô rất nhiều. Bởi vì hàng nó quá đẹp cô chú anh chị ạ. Thực sự nó quá đẹp. Đang sưng mắt nụ này. Và cô chú anh chị mình yên tâm cho em là những cây mà nó chưa nụ ấy thì về cô chú anh chị mình sẽ chơi hoa trọn vẹn lắm luôn đấy ạ. Đó. Chậu rất là khủng, rất là đẹp như thế này. Còn nếu mà cô chú anh chị mà muốn lấy những cái chậu mà nhú nụ rồi á thì em cũng chọn cô chú anh chị luôn. Như cây này đang bắt đầu là sưng nụ rồi này. Đấy, hoặc là có những cây đang bắt đầu là nhú nụ. Nói chung là nụ thì nó cũng không thể nào mà đều được hết được. 200 nghìn cho một cái giò kiều Lộc Bắc này cô chú anh chị nhá. Hàng chuẩn hoa cho cô chú anh chị mình luôn. Và sang bên này đây sẽ là những chậu đen đô xuân cô chú anh chị ạ. Những cái giò lan đen đô xuân đẹp mộng mơ luôn. Em có hai mặt bông để cô chú anh chị mình lựa chọn. Cái mặt bông thứ nhất ạ, cô chú anh chị mình nhìn cho em cái dàn nụ này ạ, đáng chơi không ạ? Cô chú anh chị có thể thấy là cái dòng đen đô xuân này thì rất là nhiều shop người ta bán đúng không ạ? Có nhiều giá khác nhau, tuy nhiên cô chú anh chị để ý kỹ cho em những cái thân của bên em hàng như thế nào. Với cái vẻ đẹp là bông hoa trắng chớp tím rất là đẹp như thế này này cô chú anh chị. Đó, và một chậu rơi từ ít nhất là 6 thân hoa trở lên cô chú anh chị nhá. Siêu nhiều nụ và mầm gốc lên cực đẹp luôn cho cô chú anh chị mình. Về cô chú anh chị mình thưởng thức một mùa hoa trọn vẹn với độ bền trên 2 tháng ạ. Độ bền trên 2 tháng ạ. Đẹp chưa cô chú anh chị? Hoa hiện tại thì đang chỉ có vài bông ở đỉnh ngọn là nở thôi. Hoặc là thậm chí là chưa có nụ nào nở. Hoa trắng chớp tím với giá 170.000 cho một giò cô chú anh chị nhé. 170.000 cho một cái giò rất là khủng và rất là nhiều nụ đẹp như thế này. Cô chú anh chị nhìn cái dàn nụ.
để được biết được cái độ tuyệt vời của nó nhá. Và thân thì to nú như cái ngón tay cái luôn. Và mặt bông thứ hai ạ. Mặt bông thứ hai cô chú anh chị nhìn cho em. Tím họng vàng nhá cô chú anh chị nhá. Cái dòng lan đen đô xuân tím họng vàng. Cái dòng này thì nó sẽ nở nhiều hơn một chút xíu và chậu thì sẽ rơi vào ít nhất là 4 thân hoa. Đó, mỗi một cây lan có một cái vẻ đẹp hoàn hảo riêng. Mầm gốc này cô chú anh chị đẹp chưa? Xin phép em bán là 160.000 cho một giò này. 160.000 cho cái giò lan trắng chớp tím này ạ. Một cái giò lan như thế này cô chú anh chị để trong phòng khách ạ, quá rực rỡ luôn cho những ngày xuân đúng không ạ? Với độ bền trên 2 tháng cô chú anh chị nhá. Và dàn mầm gốc cực đẹp ạ. Cô chú anh chị mình muốn sưu tầm cái loại lan nào hãy báo em sẽ chọn cho cô chú anh chị những chậu lan đẹp ưng ý và những cái giò lan cô chú anh chị ngắm đẹp mê trong cái thời gian tới này khi cô chú anh chị sở hữu nó nhé. Cô chú anh chị nhìn lại một lần nữa những cái bông hoa cực kỳ là xinh đẹp của cái dòng hai cái dòng dendro này. Và ngoài ra thì em còn có thêm những cây lan dendro này cô chú anh chị này, hàng thuần sẵn trong chậu như thế này. Và hiện tại thì cũng chỉ chưa có những cây nhú nụ, cũng có những cây chưa. Đấy, một cái giò lan mà rất là sum xuê như thế này. Đây là những cái chậu đã thuần sẵn trong giò như thế này rồi cô chú anh chị nhé. Mà em thấy là chưa có nhú nụ nhưng mà cái dàn mầm thì rất là đẹp. Cái giò như vậy em để giá là 150.000 cho một giò thôi. Đấy, cô chú anh chị chọn loại nào chưa nụ hay là trắng chớp tím hay là tím họng vàng thì cứ báo em. Chọn để em chọn cho cô chú anh chị mình những giò lan ưng ý nhé. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái dòng địa lan. Một cái dòng địa lan mà em bao giá rẻ nhất hạ cả thị trường cho cô chú anh chị mình. Đó là dòng lan ngọc dạ Minh Châu cô chú anh chị nhé. Dạ ngọc Minh Châu, ngọc dạ Minh Châu. Ngọc dạ Minh Châu ạ. Một cái dòng lan mà mang cái vẻ đẹp. Cái dòng lan dạ ngọc Minh Châu cô chú anh chị nhé. Một cái dòng địa lan phải nói là nó mang cái vẻ đẹp. Mà đúng như cái tên gọi của nó, một vẻ đẹp. Một vẻ đẹp kiêu sa và một cái vẻ đẹp thuần khiết đúng như cái tên gọi của nó luôn. Dạ ngọc Minh Châu cô chú anh chị. Những cái bông hoa bầu tròn với độ bền vài tháng. Đó, cực kỳ là xinh đẹp như thế này và với cái mùi hương thơm nhẹ nhàng rất là quyến rũ. Cô chú anh chị mình về sẽ được thưởng thức hoa trong cái thời gian rất là dài. Em đang có những cái giò lan mà nó có 3 cần hoa. Đây là chậu 3 cần hoa này cô chú anh chị này. Đó, nó cũng vừa mới nở thôi nên về thoải mái cô chú anh chị về thưởng thức hoa. Và có chậu 4 cần hoa, cũng có những cái chậu mà có 5 cần hoa cô chú anh chị nhé. Thì những chậu có 3 cần hoa em xin phép được bán với giá là 190.000 cho một giò thôi. Đây này, một cái chậu 3 cần hoa cũng đủ rực rỡ luôn rồi. Chậu 4 cần hoa em bán là 200.000, chậu 3 cần hoa là 190 cô chú anh chị nhé. Nói chung là thưởng thức hoa là một đằng, nhưng quan trọng là cô chú anh chị mình có một cây giống lan rất là tuyệt vời. Một cái cây lan dạ ngọc Minh Châu rất là tuyệt vời này để cho sân vườn của mình. Cô chú anh chị cùng nhìn cho em những cái chậu địa lan mà em đã chơi trong cái thời gian rất là lâu. Chậu này là chậu địa lan cọp đỏ, em chơi ở đây là chơi năm thứ 3 cô chú anh chị nhé. Chậu này thì trước Tết cũng đang có rất là nhiều anh chị muốn sưu tầm về. Tuy nhiên thì em đã trồng trong chậu sành này nên là em không thể nào mới nhấc đi được ạ. Nên là chính vì vậy mà em vẫn để đây và chăm sóc. Chắc là em sẽ để sang chậu để sang năm cây có thể phát triển được tốt hơn. Đấy. Chậu này là chậu năm thứ 3 mà em không hề sang chậu. Mà năm thứ 3 rồi mà hoa vẫn cứ đẹp như thế này cô chú anh chị này. Đó, mua một cây lan bình thưởng thức trong một năm và để lại cho những năm sau. Những cây lan giống rất là tuyệt vời. Và với cái giò lan dạ ngọc Minh Châu, một cái dòng lan đẹp như thế này thì em nghĩ rằng là nó rất là đáng để mà sưu tầm đúng không ạ? Với số tiền chỉ có 190 cho đến 200.000. Cây từ 3 cho đến 4 vòi hoa. Đấy, chậu 3 vòi hoa cũng đủ rực rỡ luôn rồi đúng không ạ? Quá là tuyệt vời luôn rồi. Để trong phòng khách thì quá là sang trọng luôn, thanh lịch luôn cô chú anh chị ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan vũ nữ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan vũ nữ cá mập. Cái dòng lan này thì em nghĩ rằng là nhiều cô chú anh chị đã từng được thưởng thức hoa rồi đúng không ạ? Mỗi một cái chậu lan vũ nữ cá mập như vậy này, ít nhất là 2 vòi bông trở lên mà hàng hoàn toàn là đang nụ thôi cô chú anh chị nhá. Bông hoa nở, khi mà nó nở bông hoa cực kỳ là to luôn cô chú anh chị ạ. Và mang cái sắc hoa tím đẹp một cách bí ẩn như thế này này.
Đó, dòng lan vũ nữ cá mập với cái sắc hoa đẹp tím, đẹp một cách bí ẩn như vậy nhá. Và vô cùng là thơm ạ. Nếu mà cô chú anh chị mà để trong phòng khách ạ, sáng hôm sau đóng kín cửa, sáng hôm sau thì khi mà cô chú anh chị mở cửa ra ấy ạ, thì cả một cái không gian gia đình cô chú anh chị sẽ ướp toàn bộ cái mùi hương rất là tuyệt vời của dòng lan vũ nữ cá mập. Cây rất là khỏe và nụ to đùng như thế này, ít nhất hai vòi hoa. 120.000 cho một cái giò lan vũ nữ cá mập này cô chú anh chị nhá. Và bên này đây sẽ là cái dòng lan vũ nữ này. Bên này đây cũng là cái dòng lan vũ nữ nhá. Hoa siêu bền và siêu thơm cô chú anh chị ạ. Siêu bền và siêu thơm, đó là cái dòng lan ngọc nữ ạ. Dòng vũ nữ ngọc nữ, một cái chậu rất là to và cực kỳ là sum suê như thế này. Chậu rơi ít nhất là 4 vòi bông, hiện tại đang có những cái vòi hoa mà đang nở và cũng có những cái vòi bông mà chỉ đang nụ thôi. Chậu rất là to luôn cô chú anh chị, nhìn cái cần hoa của nó dài 3 4 50 cm luôn cô chú anh chị ạ, chứ không phải là cái vòi hoa ngắn đâu, chậu hoa không phải bén đi ti đâu cô chú anh chị nhá. À, cần hoa này, cái vòi bông này rất là đẹp và vô cùng là thơm luôn. Cái dòng địa là cái dòng vũ nữ ngọc nữ, cái cần hoa dài từ 4 cho đến 60 cm luôn. Ôi trời ơi, thậm chí còn hơn cô chú anh chị ạ. Đây ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em. Đây, em đang quay này. Cái giò này có thể cái cần hoa của nó thậm chí có thể dài đến cả 80 cm luôn đấy ạ. Có những cần hoa có thể dài đến cả 80 cm luôn. Đấy, thì một cái chậu ngọc nữ mà hàng đang nụ như thế này, đang nụ đang hoa, với cái hoa này thì siêu bền luôn cô chú anh chị nhá. Nên là cô chú anh chị mình yên tâm cho em. Và một cái chậu địa lan ngọc vũ nữ ngọc nữ này, em xin phép được bán với giá là 180.000 cho một cái dòng lan vũ nữ ngọc nữ nhé. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng lan vũ nữ hoa vàng này. Vũ nữ hoa vàng thì thời điểm bây giờ là hoàn toàn là nụ thôi. Một cái chậu là một cái giả hành một thân thôi cô chú anh chị nhé. To bự và cái cần hoa cũng dài từ 5-60 cm trở lên đấy. Rất phân rất là nhiều nhánh. Và một chậu như thế này em xin phép được bán với giá là 100.000. Dòng lan vũ nữ hoa vàng cô chú anh chị ạ. Đó, hôm nay thì về rất là nhiều quầy loại lan như vậy cô chú anh chị mình sưu tầm rồi. Sang bên này sẽ là những cái cây lan dáng hương tam bảo sắc này. Chậu tam bảo sắc số 1 100.000. Tam bảo sắc số 2 cũng 100.000 nhá. Và sang bên này đây sẽ là những giò lan quế lan hương, hay còn gọi là quế trắng tháng 8 này cô chú anh chị. Dòng lan mà coi là đệ nhất hương. Và khi mà cô chú anh chị sở hữu một cái dòng lan quế trắng tháng 8 như vậy đấy ạ, cũng làm cho một mùa tháng 8 trở nên thực sự là rất là thú vị luôn, với mùi hương thơm tuyệt vời của nó đấy ạ. Cái chậu quế trắng tháng 8 này cô chú anh chị có thể thấy là cái bộ rễ phát triển rất là khỏe rồi. Đó, em tự ghép và đã ra rễ rất là khỏe. Và 4 cây lá xếp này, xin phép em bán với giá 170.000 giò số 1 nhé. Giò số 2 này, giò quế trắng tháng 8 với 5 đầu ngọn em bán 180.000 thôi. Và giò số 3 150.000 cho giò số 3. 3 ngọn giò quế xếp cực đẹp. Và giò thứ 4, quế số 4 ạ, 160.000, 4 đầu ngọn. Và hình số 5 140.000. À 160.000 chứ. À 160.000 cho 3 đầu ngọn rất là to. Và hình số 6 này 150.000 thôi cho giò quế này. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng cô chú anh chị ạ. Hàng đang chuẩn bị là mùa nụ rồi. Những cái chậu cáo mà hoàn toàn là tự tay gia đình nhà em tự ghép lấy thuần rất là lâu rồi. Chậu quế này em gọi là chậu quế số 7 này, 150.000 cho 3 cây này nhá cô chú anh chị nhá. 150.000 cho 3 chậu cáo 3 cây này. Và chậu số 8 cũng 130.000. Chậu số 9 cũng 130.000 ạ. Và chậu số 10 mỗi một chậu cáo là 150.000, 150.000, chậu số 8 150, 9 150, chậu số 10 150, chậu số 11 cũng 150 này. Số 12 cũng 150 ạ. Và chậu số 13 cũng là 150.000 nhá. 14 cũng là 150.000 và 15 cũng là 150.000. 16 cũng là 150.000 luôn ạ. Và sang bên này đây thì em đang có những cái chậu lan. Đây là những cái giò lan thanh đạm sữa. Cô chú anh chị mình cùng nhìn cho em một cái vòi bông thanh đạm sữa đang nở hoa. Đó, cái vẻ đẹp của dòng thanh đạm sữa với cái màu hoa như vậy đó ạ. Đó, cũng rất là xinh và rất là độc đáo, đáng sưu tầm đúng không ạ. Và một cái chậu thanh đạm sữa mà sum xuê như thế này. Đó, sum xuê như thế này nhá. Em xin phép được bán với giá là 100.000 cho một giò. Và bên này đây cô chú anh chị cùng xem, đây là cái món đặc sản vùng miền Cao Bằng, chè ô long Nguyên Bình vùng miền Cao Bằng. Chè hoàn toàn trồng tự nhiên ở vùng núi Khe Đén với độ cao trên 1.000m2 so với mực nước biển và đảm bảo chè sạch. Và chính vì mà nó trồng ở vùng núi Khe Đén với độ cao chia rất là cao như vậy nên là quanh năm sương mù bao phủ và cái nhiệt độ rất là thấp, chính vì vậy mà tạo ra cái hương vị rất là riêng luôn mà không nơi nào có luôn cho cái chè ô long này. Một túi như vậy em đóng gói là 0,4 kg và giá là 150.000 thôi cô chú anh chị nhé. Túi chè như vậy là 150.000 cho chè ô long Nguyên Bình Cao Bằng ạ.
Và bên này đây thì em có những cái bảng giớn này cô chú anh chị này. Bảng giớn ở đây em đang có cái bảng giớn kích cỡ là 13-30 nhá. Rất là vừa ghép luôn cô chú anh chị ạ. Với giá là 15.000 một bảng. Và sang bên này đây là rêu rừng cô chú anh chị nhìn cho em. Hiếm khi có một cái lô rêu sạch đẹp và khô ráo như thế này cô chú anh chị ạ. Lô sạch rêu về rất là ưng ý, 1kg siêu nhiều 50.000 trong 1kg. Sang bên này đây thì em đang có duy xanh 50.000 này, duy đỏ 60.000 nhá. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp ạ. Atonic 12.000 cho một gói và dưỡng chất AB với giá 85.000 cho một lọ. Xúc thai hormone tăng trưởng 50.000 cho một lọ, B1 thái 40.000 và B12 giải độc cho cây với giá 30.000. Liền da mỹ tiến với giá là 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Siêu da dễ N3M với giá 30.000 cho một lọ và thuốc lạc trị côn trùng với giá 80.000 cho một lọ nhá. Ba loại phân bón thông minh tan trọng có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Cát tan đặc trị thối nhũng 40.000 và kim kim môn đặc trị thối nhũng với giá là 25.000 cho một gói. Chicho đề ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi ạ. Phân bón chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp với giá 35.000 cho một túi 1kg. Cái dòng này thì không phải nói nhiều rồi, cái sản phẩm đã qua thương hiệu. Và bên này đây thì em đang có sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân châu, đỗ tương đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong lò phun 2 tháng ạ. Sản phẩm với giá 35.000 cho một túi 1kg. Bên này đây em có sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng ạ. Có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt cô chú anh chị nhé, với giá là 4.000 cho một lọ. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có ạ. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi, cô chú anh chị cùng một lần nữa cùng nhìn lại cho em những cái mặt hàng cực kỳ là đẹp trong buổi tối hôm nay, để lựa chọn cho mình những cái giò lan tuyệt vời cô chú anh chị nhé. Mà giá thì em nghĩ rằng là vô cùng là yêu thương cho cô chú anh chị mình có những cái giò lan đẹp đáng thưởng thức.